Mới đây, ban tổ chức Tết Quân Dân năm 2023 quận Cái Răng sơ kết tiến độ thực hiện các hoạt động Tết Quân Dân năm 2023 tại phường Ba Láng. Kết quả là từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2022, lực lượng vũ trang và ban ngành quận đã triển khai thực hiện hiệu quả các công trình Tết Quân Dân do ban tổ chức đề ra, như xây dựng nâng cấp mở rộng tuyến đường khu dân cư số 9 thuộc khu vực 2, bê tông hóa tuyến hẻm 1 thuộc khu vực 1, nâng cấp mở rộng tuyến lộ Tân Thạnh Tây đầu tư xây dựng mở rộng công trình tuyến rạch bàn, lắp đèn chiếu sáng công cộng tuyến đường lộ hậu Tân Thạnh Tây, gia cố sửa chữa đoạn sạt lở rạch xẻo tre khu vực 4, sang lắp mặt bằng tuyến đường xẻo lá với tổng kinh phí từ nguồn ngân sách và vận động xã hội hóa trên 44 tỷ 915 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội trong thực hiện Tết quân dân được các ban ngành đoàn thể quận phối hợp thực hiện tốt.